tại triển lãm hàng không quốc tế Paris, sáng nay hãng hàng không Vietjet Air của Việt Nam và tập đoàn sản xuất máy bay Airbus đã ký hợp đồng mua thêm 6 chiếc máy bay dòng A320 trị giá gần 600 triệu đô la Mỹ. Vietjet Air là khách hàng lớn của Airbus. 63 chiếc máy bay đã đặt mua từ trước sẽ được bàn giao dần cho tới năm 2022. A320 và A321 là loại máy bay tầm trung thường được sử dụng trên các tuyến bay trong nội địa Việt Nam và hành trình nối Việt Nam với các nước trong khu vực Đông Nam Á. Hiện tại, Vietjet đang khai thác 25 máy bay Airbus, thực hiện 150 chuyến bay mỗi ngày. Cũng tại triển lãm hàng không quốc tế Paris sáng nay, Vietjet và ngân hàng BNP Paribas của Pháp đã ký hợp đồng tài trợ tín dụng 60 triệu đô la Mỹ. Trước đó, BNP Paribas cũng đã tư vấn tài chính cho Vietjet trong giao dịch mua và thuê máy bay, vừa có hợp đồng 100 máy bay với Airbus.